Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình chia sẻ với anh em cách chăm sóc thú cưng nhé. Điều đầu tiên là muốn con chó tốt là phải tiêm phòng đầy đủ. Đây là thuốc 5 bệnh này, thuốc 7 bệnh này. Thì nếu đúng tiêu chuẩn của nó là phải tiêm cho được 3 mũi. Đấy là lúc còn nhỏ. Đấy, đây là cái thuốc tiêm phòng nhé. Nếu như mà muốn nuôi chó của Tây mà không tiêm phòng thì coi như là xong. Còn đây là cái thuốc Bisoptol. Hồi trước là Bisoptol ngoại là nó ra nhiều, bây giờ là nó không sản xuất, không nhập về nữa, cho nên là mình dùng cái Bisoptol nội. Đây là cái thuốc Smecta. Smecta này là để với Bisoptol là để điều trị cái bệnh đi ỉa chó, thì từ chó con mà chó Tây là thường thường đang nhỏ nó hay bị loạn tiêu hóa, nó đi ỉa thì mình phải cho nó uống cái này sớm, nên là phát hiện ra là nó đi ỉa chảy cái là mình cho uống liền với ngừng ăn trong 2 đến 3 ngày nhá. Khi thấy nó đi ỉa lỏng là phải cho ngừng ăn liền thì nó mới ấy được, mới khỏi được nhá. Nhưng càng càng cho ăn nhiều á thì nó lại càng 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 đi ỉa, là nó lại bệnh nó nặng thêm. Mình mà thương nó mà cho nó ăn nhiều, cho nó ăn là nó sẽ loạn tiêu hóa thêm, là nó ỉa ra máu, là lúc đấy là rất là khó điều trị nhá. Cái Bisoptol này cho con là cho uống 1 gói, cho to là 2 gói. Cái này là cho con là cho uống 1 viên, cho to là cho uống từ 2 đến 3 viên. Đấy, cứ mỗi ngày 2 lần cho uống. Uống là phải ngừng cho ăn, chỉ cho uống nước thôi, cho ngừng ăn 2-3 ngày. Mình đừng có thương nó, mình mà thương nó là cho nó ăn là chết nhá, là nó lại là không điều trị được nhá. Đấy là cho Tây là nó khó ở chỗ đấy, nhưng mà dễ là nó cũng dễ. Còn đây là cái thuốc này cho con này, cho con mà bị ho đấy, bị ho với sổ mũi á, là hồi trước mình hay dùng cái thuốc Baytriu, nhưng mà thuốc đấy nó đắt quá, với lại nó một 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 cái lọ nó to này, một cái lọ nó to này thì thuốc Baytriu nó to này nó là 600.000 700.000 một một lọ này, nó đắt quá thì mình chuyển sang dùng cái gentamicin nhá. Đấy là cái này là cho con, là tiêm mỗi con một một ống này, tiêm vào bắp này. Còn mà chó to mà bị ho sổ mũi á, là dùng cái Cetapho này này, rất là tốt này. Cetapho là nó có cái nước cất đây này. Cetapho này, nước cất này mình hút cái nước cất này bỏ vào đây, rồi mình lắc đều, mình tiêm ho, nếu ho sổ mũi chó to là nó rất nhanh khỏi. Đấy. Còn cái tẩy giun thì mình hay dùng cái san pét này, nó không tốt này mà nó rẻ. Đấy. San pét này là cứ 1 viên này 5 cân. Nhưng mà nếu cái chó 6 cân thì mình 6 7 cân thì mình có thể mình cho 2 viên để cho nó thêm liều vào cho nó ra cho nó hết. Đấy. Rồi đây là cái thuốc bổ nhá. Thuốc bổ này là cực tốt nhá. Nó cũng đắt tiền đấy, nó 300 mấy một lọ đấy. Cantosan nhá. Thuốc bổ nếu mà ấy là tiêm cho nó là rất là tốt. Rồi. Đây là cái chó mà bị ghẻ này. Chó bị ghẻ là tiêm cái thuốc này. Đây là gọi là bom, thuốc bom Mỹ. Bom Mỹ là bị ghẻ hoặc là nấm ghẻ là tiêm cái này là rất là nhanh khỏi nhá, nhưng mà nó cũng đắt tiền đấy. Nó cũng 500-600 nghìn đấy. Nhưng mà ở trên mạng thấy bán 350 cũng có. Và mình thường thường là mình mua khoảng 400-500 này. Ở đây là canxi này, canxi những cái con nào mà bị hạ bàn này. À, bàn hoặc là không có lên tai này thì mình cho uống cái này. Đấy. Đấy là chia sẻ với anh em những cái cơ bản về chăm sóc thú cưng là cần phải có. Đấy. Đây này, nên chó con là nó hay bị đi ỉa thì cái dùng cái thuốc này là tốt nhất. Đây là cái thuốc Smecta của trẻ con. Smecta này nó uống đau bụng của trẻ em này. Rồi đây là cái Bisoptol của nội, hồi trước là có của ngoại ấy, chỉ cần 1 viên của ngoại đó là không cần cái này nữa.
cần một viên mới cho ngừng ăn 1-2 ngày là nó khỏi liền. Bây giờ là cái thuốc của nội này là mình phải kèm thêm cái Smecta này. Đấy thì anh em mà có hỏi cái gì thì bình luận hỏi rồi là mình biết cái gì thì mình trả lời cái đấy. Nhà mình là nuôi cả 100 con chó thì nó bệnh tật là chuyện bình thường, có những con nó bị bệnh thì mình phải điều trị sớm. Thì anh em mà cần hỏi cái gì thì cứ bình luận dưới rồi giúp mình like chia sẻ để mình tìm hiểu những cái thuốc tốt hơn rồi chia sẻ cho anh em để anh em điều trị chó khi đang đang còn ấy. Chó mà bị đi ỉa là phải phải ngừng cho ăn liền, chưa có thuốc thì cũng cũng phải ngừng cho ăn, chỉ cho uống nước thôi, uống thuốc mấy ngày là khỏi. Thường người ta không biết là ta cứ nuôi cứ thả lung tung cho ăn chó con, mà cho ăn những cái xương gà này, xương gà xương vịt này, những cái xương ấy là nó không có tiêu được là nó chết nhá. Anh em nào mà bắt chó con về mà cứ cho nó ăn xương gà đồ là chết, khoảng 70-80% là chết đấy. Cho nên là anh em nuôi chó là phải phải cẩn thận, đừng có cho ăn xương gà xương vịt rồi mấy cái xương mà mình tiếc tiếc mình cho nó ăn cho con là đi ấy, nó thèm ăn lắm, nó không không tiêu được. Vậy là mình làm cái video đến đây là cũng hơi dài rồi, nhưng mình chia sẻ với anh em này. Trại nhà mình đây là tiêm khoảng 4-5 tháng là bao bao nhiêu những cái thuốc tiêm phòng của như này đấy, để cho nó đảm bảo. Mình bán cho người ta con chó mà sau này nó về nó đi ỉa ra máu, nó chết rồi nó bị caré parvo là mình cũng mang tiếng nó mất công đấy. Nên anh em có nhu cầu mà mua sản phẩm bên mình thì rất là yên tâm cái chuyện là bảo bảo đảm. Ở đây là con gái mình đang đang huấn luyện con chó. Anh em có cần xem cách điều hướng huấn luyện chó bằng thức ăn thì có thể vào kênh YouTube cách huấn luyện chó nghe lời bằng thức ăn nhé. Trại chó bên nhà mình nhé.